Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả và xin chúc cho quý vị một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Công trạng và tội trạng. Thưa quý vị, thật đau xót khi nhiều người phải mang công trạng của mình ra tòa để mong giảm nhẹ tội. Tức rằng với những công trạng đó, họ không giữ gìn và lập thêm thành tích ở những cương vị mới. Chiều ngày 13 tháng 7, trong phiên tòa, luật sư của bị cáo Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đã mang ra 85 bằng khen của cá nhân bị cáo, người thân và gia đình. Việc làm này cùng tình trạng bệnh tật của ông Nguyễn Đức Trung đã được hội đồng xét xử xem xét giảm án tù. Thật đau xót khi chứng kiến những người như ông Nguyễn Đức Trung khi đối diện với tội trạng phải mang công trạng quá khứ ra để cân đong giảm tội. Nhiều vụ việc đã và đang xét xử cho thấy, nhiều người có công trạng trong quá trình phấn đấu rèn luyện, được giữ những chức vụ quan trọng, cuối cùng không thoát được sự cám dỗ của đồng tiền, của quyền lực. Nỗi đau của bản thân, gia đình, dòng họ là vô cùng to lớn, nhưng sự mất mát của tổ chức, sự sụt giảm lòng tin của nhân dân cũng không hề kém. Nhiều cán bộ thuộc dạng tinh túy của đất nước thời gian vừa qua vướng vào vòng lao lý, cho thấy công và tội gần nhau thế nào. Chỉ một chút sơ sẩy, không kìm nén được lợi ích cá nhân là công trạng lẽ ra được tôn vinh thì lại phải mang ra tòa với mong muốn giảm tội trạng. Người có công được tôn vinh, được bố trí, sắp xếp vào những vị trí quan trọng hơn. Đất nước nào và thời đại nào cũng vậy. Nhưng khi có quyền cao, chức trọng, nếu không có bản lĩnh, loa mắt trước quyền lực, trước đồng tiền, sẽ xảy ra lạm quyền. Nói một cách văn hóa, đó là quyền lực bị tha hóa. Thật tiếc cho những người có công trạng thật sự đã không giữ gìn được trọn vẹn sự nghiệp. Trong số những người bị xử lý thời gian qua, có nhiều người là anh hùng một thời như tướng Phan Văn Vĩnh, tướng Nguyễn Đức Trung hay cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh. Họ đều là những cá nhân tiêu biểu, là điển hình xuất sắc một thời. Ông Phan Văn Vĩnh là người hùng trị tội phạm lừng danh khi còn ở Nam Định. Thế nhưng khi đã lên đến chức trung tướng, cục trưởng lại thành tội phạm. Ông được xác định là người bảo kê cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ gây rúng động dư luận. Ông Nguyễn Văn Hiến, khi còn là đô đốc hải quân, thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng rất nhiều công trạng, là người thứ hai được phong đô đốc. Nhưng ông Hiến đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên tư lệnh quân chủng hải quân. Hoặc người kế nhiệm giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh là ông Nguyễn Quang Tuấn cũng rơi vào vòng lao lý. Có thể nói, ông Tuấn là thầy thuốc có nhiều công trạng, từng là đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Tim Mạch Hà Nội, Ủy viên Hội đồng chuyên môn Bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc thuộc Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương. Đó là những ví dụ tiêu biểu về những người có công trạng. Họ đã không giữ gìn, phát huy được năng lực và sự cống hiến của mình khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Còn với người dân, không ai mong muốn chứng kiến những người lẫy lừng một thời phải đem công trạng ra tòa để giảm bớt tội trạng như vừa qua. Vụ án cựu chủ tịch thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà bắt thêm 3 cựu cán bộ. Thưa quý vị, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt 3 bị can nguyên là cán bộ công ty cổ phần quản lý đường thủy Quảng Ninh liên quan đến vụ án mà trước đó đã bắt ông Phạm Hồng Hà, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long. Căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ nêu trên và tài liệu chứng cứ trong vụ án, ngày hôm qua, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cá nhân nguyên là cán bộ công ty cổ phần quản lý đường thủy Quảng Ninh, gồm Đoàn Văn Vinh, Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quốc Luyện về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn. Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh ngày hôm qua cho biết, qua công tác thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện sai phạm của một số cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Quản lý Đường thủy Quảng Ninh, địa chỉ đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã cùng với một số cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3, địa chỉ tổ 2 khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, lập khống hồ sơ một phần công việc không thực hiện trong các hợp đồng thi công các gói thầu quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2021 để nghiệm thu, quyết toán và thanh lý hợp đồng nhằm chiếm đoạt tiền của nhà nước. Sai phạm của các cá nhân Công ty Cổ phần Quản lý Đường thủy Quảng Ninh liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3. Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã kiến nghị các cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án này, đến nay, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 12 bị can. Trước đó như báo chí đã thông tin, cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh ngày 14 tháng 5 năm 2022 đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long để điều tra làm rõ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự.
Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2017 đến năm 2021, công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 đã tham gia ký các hợp đồng quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ký hợp đồng điều tiết đảm bảo giao thông cầu sông Chanh với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và hợp đồng điều tiết đảm bảo giao thông với một số đơn vị khác. Quá trình thực hiện các hợp đồng nêu trên, một số cá nhân là lãnh đạo và cán bộ, nhân viên công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 đã có hành vi hợp thức hóa hồ sơ, lập khống chứng từ nhằm nghiệm thu, quyết toán vượt quá khối lượng công việc thực tế để chiếm đoạt tiền của nhà nước. Đồng thời, thông đồng với một số cán bộ ban quản lý Vịnh Hạ Long để tạo điều kiện được ký hợp đồng quản lý, bảo trì, đảm bảo điều tiết giao thông tại Vịnh Hạ Long trái quy định. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can thuộc công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Trong đó bắt giam 3 bị can gồm Phạm Văn Phả, chủ tịch hội đồng quản trị, Đỗ Công Hào, giám đốc và Phạm Văn Trinh, phó giám đốc. 3 bị can khác gồm Nguyễn Hải Anh, nguyên phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, Ngô Thị Thu Lư, nguyên trưởng phòng kế hoạch, Lê Kim Hoa, nhân viên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, trong các ngày mùng 10 tháng 5 và 14 tháng 5, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên ban quản lý Vịnh Hạ Long, gồm Bùi Sĩ Giáp, nguyên trưởng phòng kỹ thuật và tu bổ tôn tạo cảnh quan ban quản lý Vịnh Hạ Long, Phạm Thái Dương, nhân viên ban quản lý Vịnh Hạ Long về hành vi nhận hối lộ quy định tại khoản 2 điều 354 Bộ luật hình sự, Phạm Hồng Hà, nguyên trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ, quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ luật hình sự. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Chúng buôn lậu tiếp cận bằng tiền, cựu tướng quân đội gục ngã. Thưa quý vị, vì động cơ vụ lợi, cựu tướng quân đội đã nhận của chùm buôn lậu Phan Thanh Hữu tiền tỷ để tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động vận chuyển buôn lậu xăng trên biển. Ngày 12 tháng 7, tại Tòa án quân sự thủ đô diễn ra phiên tòa xét xử các cựu sĩ quan quân đội nhận hối lộ của chùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu. Theo cáo buộc, Phan Thanh Hữu và ông Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4, quen biết nhau từ trước. Đến năm 2017, Hữu đến gặp ông Minh để liên hệ thuê bồn chứa dầu của vùng cảnh sát biển 4 tại Phú Quốc, Kiên Giang nhưng không thuê được. Từ đó, chùm buôn lậu xăng và cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm nhau. Tận dụng mối quan hệ với ông Minh, Hữu nhờ cựu thiếu tướng giúp bảo kê việc buôn lậu xăng và không quên cảm ơn bằng tiền. Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Minh khai nhiều lần nhận tiền từ Hữu. Con số chính xác bị cáo không nhớ, nhưng bị cáo chấp nhận con số trong cáo trạng. Cáo buộc cho rằng, vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, ông Minh đã trực tiếp và thông qua vợ, con nhận của chùm buôn lậu Phan Thanh Hữu 6,9 tỷ đồng để tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng của Hữu trên biển và từ biển vào nội địa không bị bắt giữ, xử lý. Theo lời khai của ông Minh, thỉnh thoảng bị cáo vào Sài Gòn, Hữu đến gặp và cho quà. Bị cáo quen biết ông Hữu, thấy ông ấy là người hiền lành, tử tế. Lời khai của bị cáo Minh. Tại tòa, vợ ông Minh là bà Trần Thị Liên, người đã nhận tiền từ Hữu trình bày. Chuyện xảy ra thật sự đau đớn, tôi xin thành thật xin lỗi. Cáo trạng cho rằng, bị cáo Phùng Danh Thoại, cựu đại tá, trưởng phòng xăng dầu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, thông qua công việc đã quen biết và góp 5 tỷ đồng tiền vốn để cùng Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn, Phạm Hùng Cường và Trọng Dầu tổ chức buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON953, có giá trị hơn 2.794 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, thông qua hoạt động buôn lậu, ông Thoại đã thu lợi hơn 22 tỷ đồng. Tại tòa, ông Thoại khai, khi góp vốn, thời gian đầu bị cáo không biết đấy là buôn lậu xăng, nghĩ đơn giản đó là góp vốn kinh doanh. Sau đó, bị cáo mới lờ mờ nhận biết hoạt động buôn lậu. Theo lời khai của ông Thoại, thời điểm đó bị cáo chuẩn bị nghỉ hưu, số tiền thu được từ việc góp vốn làm ăn với Hữu giúp bị cáo có được thu nhập lớn so với lương hưu. Và để có tiền góp vốn với chùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu, bị cáo thậm chí đã phải bán nhà để gom tiền. Đổi lại, sau khi góp vốn, bị cáo được chia lợi nhuận ít nhất là 250 triệu đồng trên tháng, nhiều nhất là hơn 3 tỷ đồng trên tháng. Tổng cộng bị cáo thu lợi nhuận được 22,3 tỷ đồng. Tiền được nhận lúc ở quán cà phê, khi thì ở công ty của Hữu, toàn nhận tiền mặt hết, ông Thoại khai. Vợ chồng cựu tướng quân đội nhận hối lộ. Trong vụ án này, vợ chồng ông Lê Xuân Thanh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 3, bà Phan Thị Xuân, sinh năm 1964, vợ bị cáo Thanh, cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ. Theo cáo buộc, sau khi được Phan Thanh Hữu nhờ giúp đỡ, ông Thanh biết Hữu có các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng qua các vùng biển mà bị cáo có nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn và thực thi pháp luật. Nhưng vì động cơ vụ lợi, bị cáo đã giúp đỡ Hữu và để vợ nhận của chùm buôn lậu xăng 1,8 tỷ đồng. Đổi lại, ông Thanh tạo điều kiện cho Hữu thực hiện việc vận chuyển xăng lậu trên biển trong thời gian dài, tần suất nhiều chuyến trên tháng không bị bắt giữ, xử lý.
Tại tòa, ông Thanh khai, việc Hữu đưa tiền cho vợ, bị cáo không được Hữu cho biết. Bị cáo và Hữu chỉ có một lần gặp nhau duy nhất vào tháng 2 năm 2021 khi Hữu đến nhà. Ngoài ra không có mối liên hệ nào. Khoản tiền Hữu đưa cho vợ bị cáo, theo cá nhân bị cáo, đó là tiền hối lộ, ông Thanh khai. Về phần mình, bà Xuân biết rõ chức vụ, vị trí công tác của chồng, được chúng buôn lậu Phan Thanh Hữu chỉ đạo Lê Hoàng Anh đưa tiền cho hàng tháng là nhằm hối lộ cho chồng. Dù vậy, trong thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, bà đã 11 lần nhận của Phan Thanh Hữu 1,8 tỷ đồng. Tại tòa, bà Xuân khai, Phan Thanh Hữu từng đến nhà bà, xin số điện thoại của bà. Bị cáo cũng thừa nhận việc đã nhận từ Hữu 1,8 tỷ đồng. Một lần, bà đã thông báo cho chồng biết việc này, nhưng ông Thanh không nói gì. Cớ sự của Thiếu gay gắt. Thưa quý vị, sau khi báo chí tổ chức tuyến bài phải làm sống lại nhà ở hợp túi tiền và tọa đàm, nhà ở cho người thu nhập thấp bao giờ? Chính phủ tổ chức hội nghị phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh và bền vững. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, người đứng đầu cơ quan lo nhà ở cho dân, thẳng thắn thừa nhận tình trạng thiếu gay gắt nhà ở xã hội, trong khi nhà ở chung, cao cấp, du lịch có biểu hiện dư thừa. Thiếu gay gắt là thiếu ở mức độ cao và căng thẳng, không đáp ứng nhu cầu của người dân. Đối với nhà ở xã hội và kể cả nhà ở công nhân và nhà ở cho phân khúc thu nhập thấp, thu nhập trung bình, sự thiếu gay gắt không chỉ ở thiếu số lượng dự án, sản phẩm mà còn thiếu gay gắt ở cơ chế, chính sách, nguồn vốn. Thiếu quỹ đất để làm nhà ở xã hội. Dường như sức hút của nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất khiến các địa phương không mặn mà rà soát quy hoạch các khu nhà đất thuộc quỹ đất công hoặc các khu đất nông nghiệp lớn để chuyển sang làm nhà ở xã hội. Địa phương kêu thiếu nhà ở xã hội trong khi quỹ đất công lại cho làm dự án thương mại. Thiếu cơ chế ưu đãi về thủ tục. Khi nhà nước không mặn mà, một số ít doanh nghiệp tâm huyết nhảy vào làm và họ vướng đủ thứ thủ tục nhiều khê, rắc rối, thậm chí còn khó hơn làm dự án nhà ở thương mại, trong khi lợi nhuận, giá bán, đối tượng mua bị đủ thứ ràng buộc. Chính sách ưu đãi đưa ra tưởng nhiều nhưng không thực chất, không hấp dẫn. Doanh nghiệp đương nhiên sẽ chọn làm nhà ở thương mại thay vì trần ai đi xây nhà ở xã hội để rồi có thể gánh lỗ. Thiếu nguồn vốn ưu đãi. Sau gói 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, không còn gói vay nào đủ lớn và hấp dẫn để trợ lực cho doanh nghiệp và cả người mua nhà ở xã hội. Vay vốn ngân hàng thương mại để làm nhà ở xã hội, trong khi lợi nhuận và giá bán bị khống chế bởi quy định thì sao thu hút được doanh nghiệp xây nhà ở xã hội. Thiếu giải pháp ngăn chặn việc lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi. Dự án sản phẩm nhà ở xã hội thiếu gay gắt nhưng hiện tượng người mua nhà ở xã hội xong bán qua tay hưởng lợi vẫn diễn ra. Dù luật có quy định điều kiện thời gian được bán nhà ở xã hội, nhưng biện pháp quản lý, chế tài chưa đủ mạnh để ngăn chặn hiện tượng tiêu cực này. Thiếu chiến lược tổng thể. Trong khi ở nhiều nước, xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua là nhiệm vụ của nhà nước, ở nước ta hiện nay chủ yếu trông chờ vào việc phát triển dự án của các doanh nghiệp tư nhân. Trong khi với những vướng mắc khó khăn như hiện nay, rất ít doanh nghiệp tư nhân mặn mà với loại hình nhà ở xã hội. Chính vì vậy, chỉ khi có chiến lược tổng thể, xem việc phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị, thì các địa phương mới động tay động chân thực chất để quy hoạch bài bản quỹ đất làm dự án nhà ở xã hội. Cùng với đó, buộc các khu công nghiệp phải xây dựng nhà ở cho công nhân. Chỉ khi những cớ sự dẫn đến thiếu gay gắt nêu trên được khắc phục, tháo gỡ, thì dự án và sản phẩm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp mới thoát cảnh thiếu gay gắt.